Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình huyện Núi Thành, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam. Chương trình có những thông tin chính sau đây. Thưa quý vị và các bạn, huyện ủy Núi Thành khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 2 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng 6 tháng đầu năm 2020, huyện ủy Núi Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, triển khai thực hiện tốt đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thị trường hàng hóa ổn định, có chất lượng tốt, phục vụ tốt nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân. Năng suất lúa đạt hơn 57 ha, tổng sản lượng cây có hạt đạt 23.647 tấn. Huyện đạt tổng sản lượng khai thác hải sản 25.624 tấn, thả nuôi hơn 1.500 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, đạt sản lượng 5.420 tấn tôm cá các loại. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đạt nhiều kết quả tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bầu 680 đồng chí vào cấp ủy, Đại hội Đảng bộ các xã thị trấn và các đảng bộ trực thuộc huyện ủy bầu 322 đồng chí vào cấp ủy, Đại hội Đảng bộ huyện bầu 42 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị khen thưởng cho 15 tập thể và 26 cá nhân hoàn thành tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban tuyên giáo huyện ủy và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Núi Thành vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, hội, lực lượng nòng cốt huyện Núi Thành năm 2020. Có hơn 200 cán bộ đoàn hội của các xã thị trấn, chi đoàn các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện trực thuộc huyện đoàn và lực lượng đoàn viên thanh niên nòng cốt của huyện Núi Thành tham gia học lớp bồi dưỡng, được truyền đạt những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học các kỹ năng, nghiệp vụ, công tác đoàn và hội như kỹ năng truyền tin, tập hợp lực lượng đoàn viên thanh niên, cách tổ chức hội trại, các chương trình đoàn, hội, đội. Trong thời gian theo học, học viên còn được thông tin về kết quả Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghe thông tin thời sự trong và ngoài nước. Huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tín dụng an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm 2020, huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng an sinh xã hội, có tổng nguồn vốn cho vay hơn 423 tỷ đồng, huy động hơn 47 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm, tăng hơn so với đầu năm 4 tỷ 283 triệu đồng. Tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm hơn 85 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2019. Có 2.279 lượt hộ vay vốn, trong đó có 18 lượt hộ nghèo, 285 lượt hộ cận nghèo, 838 lượt hộ vay giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng rừng, mua ngư lưới cụ, đánh bắt hải sản. Có 41 lượt hộ vay vốn chương trình học sinh sinh viên, có 17 hộ vay vốn làm nhà theo Nghị định 100, có 3 hộ vay đi xuất khẩu lao động, 1.076 lượt hộ vay xây dựng mới, nâng cấp 2.150 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng an sinh xã hội 6 tháng còn lại của năm 2020. Huyện Núi Thành vừa tổ chức chương trình Vì biển đảo quê hương năm 2020, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và trẻ em ở thôn Long Thành Tây, xã đảo Tam Hải. Trong thời gian triển khai thực hiện chương trình, bên cạnh khám, cấp phát thuốc miễn phí tập trung tại nhà văn hóa thôn, đoàn y bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia chương trình còn đến tận nhà dân khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các cụ ông, cụ bà, già yếu, không đi lại được. qua khám phát hiện nhiều người mắc các bệnh thái hóa cuộc sống, viêm đường hô hấp, nhiễm trùng, tăng huyết áp, viêm đường ruột đều được cấp phát thuốc để điều trị bệnh. Đây là chương trình tình nguyện hè năm 2020 của Tuổi Trẻ huyện Núi Thành hướng về biển đảo quê hương, chung tay xây dựng xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành ngày một không ngừng phát triển, thu hút nhiều khách du lịch đến với xã đảo. Hội đồng Nhân dân thị trấn Núi Thành khóa 8 nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng Nhân dân thị trấn Núi Thành lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Các dịch vụ mua bán diễn ra sôi nổi, trồng trọt sản xuất theo đúng lịch thời vụ, phát triển đàn gia súc, gia cầm lên hơn 2.200 con. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 6 tỷ 325 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch huyện giao. Công tác địa chính, xây dựng, quản lý đô thị, triển khai thực hiện tốt. Kỳ họp thông qua các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng còn lại của năm 2020. Trường Trung học cơ sở Kim Đồng, huyện Núi Thành vừa tổ chức lễ bế giảng và tuyên dương khen thưởng năm học 2019-2020. Năm học 2019-2020, Trường Trung học cơ sở Kim Đồng xây dựng củng cố tốt cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đảm bảo tốt cho dạy và học, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong năm học, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Kim Đồng thi đua dạy tốt, học tốt và gặt hái được nhiều kết quả cao trong dạy và học. Trường có tỷ lệ học sinh trung bình trở lên chiếm 95,2%, trong đó có 263 học sinh giỏi. Học sinh có hạnh kiểm khá tốt chiếm 99,7%. Trường dẫn đầu trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, đạt 5 giải thưởng cấp trung ương và đạt nhiều giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh và hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tại buổi lễ, Trường Trung học cơ sở Kim Đồng và các cấp các ngành khen thưởng cho nhiều học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020. Trường Trung học cơ sở Kim Đồng là điểm sáng của ngành giáo dục huyện Núi Thành về thi đua dạy tốt, học tốt, đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2019-2020. Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, huyện Núi Thành đạt 275 trên 285 tiêu chí nông thôn mới. 6 tháng đầu năm 2020, huyện có thêm 2 xã là Tam Mỹ Tây và Tam Quan đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện có 8 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Có 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành đề ra nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2020. Xã Tam Quan, huyện Núi Thành đã xây dựng thành công xã nông thôn mới. Xã đã có nhiều thay đổi lớn trên con đường phát triển và đang trong tiến trình nâng chuẩn nông thôn mới. Là xã miền biển của huyện Núi Thành, trong những năm qua, cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn ở xã Tam Quang đã vào cuộc đồng bộ triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ dân sinh như điện, đường, trường trạm ở Tam Quang đã được đầu tư xây dựng hết sức khang trang, tuyến đường trục chính của xã đều đã được xây dựng bê tông hóa với chiều dài 2 km. Các tuyến đường bê tông nông thôn xây dựng với chiều dài hơn 10 km, tạo thành mạng lưới giao thông khép kín, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trao đổi buôn bán. Hệ thống kênh mương nội đồng xây dựng với chiều dài 1.200 m. Trong triển khai xây dựng, xã phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Nông dân trong xã đóng góp nhiều công sức, tiền của, nhường đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, xã Tam Quan triển khai thực hiện tốt Nghị định 67/NĐCP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thị sản, Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích khai thác hải sản vùng biển xa và nguồn quỹ hỗ trợ ngư dân đóng mới 36 chiếc tàu thuyền công suất 90 đến hơn 1.000 CV. trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như máy định vị, bộ đàm tầm trung, tầm xa, máy thăm dò cá để vừa đánh bắt hải sản, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần vào xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Chúng tôi xác định được rằng là cuộc vận động toàn dân một cách xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là một hành trình chứ không phải là đích đến. Chính vì vậy mà chúng tôi vẫn xác định tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong thời gian sắp đến để thực hiện cho xã nhà Tam Quan ngày càng khởi sắc trên tất cả các bình diện của xã. Trong những năm qua, xã Tam Quan, huyện Núi Thành tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới với số tiền hơn 98 tỷ 900 triệu đồng. Trong đó có sự đóng góp của nhân dân, tự nguyện hiến đất, tường rào, cổng ngõ, tháo dỡ các vật kiến trúc, chặt hạ hàng ngàn cây cối các loại, nhường đất để xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh như đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và người dân thụ hưởng. Đến nay, xã Tam Quan, huyện Núi Thành đã đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận xã Tam Quan đạt chuẩn nông thôn mới. Về cái mục tiêu chương trình cho cái thời gian đấy, sau khi được đón nhận bằng công nhận nông thôn mới đạt chuẩn 19 tiêu chí, thì chúng tôi là tiếp tục làm thế nào đảng ủy phải chỉ đạo cho ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã và cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, chúng ta tiếp tục tuyên truyền làm sao nâng cao nhận thức trong mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ quân dân chính từ xã đến thôn, đặc biệt là làm sao cho người dân hiểu và luôn gìn giữ cái 19 tiêu chí đó để phát huy cái 19 tiêu chí đó đạt cái nông thôn nâng cao. Tam Quan đã xây dựng thành công xã nông thôn mới, làm cho bộ mặt nông thôn của xã thay da đổi thịt. Trên kết quả đã đạt được, cán bộ và nhân dân trong xã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất chung tay góp sức, nâng chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để xây dựng quê hương Tam Quan ngày một giàu đẹp, văn minh, không ngừng phát triển đi lên. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện Núi Thành phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.